chào các bạn. Thì hôm nay chị tên là Thường Vi, chị phụ trách bộ phận quan hệ truyền thông của trường FPT Polytechnic Tây Nguyên. Chị rất là hân hạnh được trò chuyện với các ba bạn đây. Và chị rất là mong muốn là được nghe những cái chia sẻ của các bạn về cái ước mơ của bạn mong muốn được thực hiện ở trường FPT. Và một vài cái lý do mà tại sao các bạn được đến trường. Tại vì theo chị biết là hình như các bạn tham gia đăng ký xét tuyển tại FPT theo diện là tuyển trường tuyển học phí đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chuyện nhé. Cho chị hỏi là em tên là gì? Nguyễn Hùng Dân. Cho chị hỏi là em học ngành học hiện tại em đăng ký tại FPT là ngành gì? Marketing. Marketing. Còn ngành cũ của cái trường trước đây em học là ngành gì? Quản trị kinh doanh quốc tế. Quản trị kinh doanh quốc tế đúng không? Rồi cho chị hỏi thăm là cái ngành quản trị kinh doanh quốc tế đấy thì trước đây là nó học liên quan đến cái gì đấy nhỉ? Nó học thế quản trị nhưng là nó học theo chuyên ngành của nó bên nước ngoài đấy chị. Rồi em có thể cho chị biết là cái lý do tại sao mà em nghỉ học ở môi trường đấy không? Tại nó tập trung vào tiếng nước ngoài nhiều và em theo không nổi nên ra được. Nhưng mà trước khi mà theo học cái ngành đấy em đã từng tìm hiểu về ngành đấy chứ? Cũng có nhưng mà em không nghĩ là học nhiều tiếng nước ngoài về nên. Lúc đó thì em học ngôn ngữ nào? Học tiếng Anh với tiếng Hoa. Tiếng Anh với tiếng Hoa đúng không? Thì có nghĩa là khi mà mình học trường đấy thì mình chưa có cái sự chuẩn bị kỹ càng để việc tìm hiểu về trường đúng không em nhỉ? Cho chị hỏi là em tên gì nhỉ? Em là Nguyễn Công Lâm. Nguyễn Công Lâm. Ngành học hiện tại của em ở tại FPT là ngành gì? Ngành ứng dụng công nghệ thông tin. Vậy thì cái ngành cũ mà em học là ngành gì nhỉ? Ngành cũ của em là công nghệ thiết bị trường học. Công nghệ thiết bị trường học. Thì cái lý do tại sao mà em nghỉ ở tại trường cũ nhỉ? Tại vì học được một năm em thấy là nó chậm sang mình. Tại nó bị hơi lười chưa có tốt. Có nghĩa là cái lý do là bản thân mình sau khi học một năm là cảm thấy nó không phù hợp đúng không? Anh có thể nói rõ hơn một chút là không phù hợp vì lý do gì không nhỉ? Tại vì thật ra thì có nhiều môn em học được không tiếp thu được. Không tiếp thu được đúng không? Thì mình đã từng nghĩ cách nào để mà cải thiện cái vấn đề đấy chưa? Dạ, cũng có nhưng mà không giỏi vấn đề đó. Không giỏi có nghĩa là mình bị sai đúng không? Cho chị hỏi là em tên gì nhỉ? Dạ, em là Đặng Đức Trung. Đặng Đức Trung. Hiện tại là em theo học làm gì của trường đại học Cao đẳng tiên? Theo học ngành marketing ạ. Marketing luôn, như vậy là rất là hoan nghênh là em đã theo học ngành marketing. Đây là một trong những cái ngành mà thực sự ra là nhân lực đắt rất thiếu. Và hiện tại phòng quan hệ doanh nghiệp nhận được rất là nhiều cái đơn đặt hàng tuyển dụng của các doanh nghiệp nhưng mà vẫn không có được ứng viên để giới thiệu cho họ đấy. Tại vì thực chất ra từ mình thì cái tỷ lệ tốt nghiệp á thì nó vừa đủ thôi mà các bạn thực sự ra trường thì chưa ra trường các bạn đã có việc làm rồi. Thành thử ra là nó trở thành một trong những cái nhu cầu rất lớn. Thì cho chị hỏi là em như em ha, thì Dân cho chị hỏi là cái mong muốn của em tại FPT là gì? Nghĩa là khi em ra học đây thì em mong muốn nhà trường sẽ đem lại điều gì cho em? Công việc ổn định. Đây là sau khi ra trường sẽ là có một công việc ổn định đúng không? Công việc ổn định là một trong những cái mơ ước của tất cả các bạn sinh viên khi bước chân vào trường học. Nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ không quá khó khăn đối với những bạn thực sự là học thật tốt và có những cái quá trình rèn luyện thật là tốt trong một cái môi trường như FPT. Còn riêng đối với lại Lâm thì em thấy thế này, em mong muốn điều gì ở trường FPT sẽ đem lại cho mình? Đây là lúc giới thiệu được trường thì em nghe là trường năng động và có hướng giới thiệu khác trong cái trường em học trước đây đến cũng với lại nói chung là tại trường cũng không nhận được. Nhưng mà có nghĩa là lúc trước thì em học trường cũ đã một năm rồi, sau đây em mới là ngưng học ở trường FPT. Vậy thì em đã từng tìm hiểu về FPT chưa? Rồi tìm hiểu rồi, sau đó em tìm hiểu. Có nghĩa là đã tìm hiểu kỹ rồi đúng không? Còn riêng đối với lại Trung thì thế nào? Em mong muốn gì ở trường FPT? Dạ, FPT tạo ra cái cơ hội là nó rõ ràng hơn ở cái khu vực môn thuật này. Thì em muốn em muốn giữ chân mình ở cái thành phố này. Thì em sẽ cố gắng học ở đây để làm ở đây.
Dạ. Nghĩa là khát khao lớn nhất của các bạn đó là được học tập trong một môi trường tốt và có một công việc ổn định sau khi ra trường, đúng không? Dạ. À, và rất là cảm ơn các bạn là đã chia sẻ thật tình về những cái bước ngoặt rất lớn trong cái cuộc đời sinh viên của mình. À, nhà trường cũng hy vọng là nhà trường sẽ thực sự đem lại các bạn một môi trường học tập tốt và đáp ứng được cái khát vọng của các bạn đó là có một cái công việc ổn định sau khi ra trường. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay.